Xin chào các anh chị. Chào mừng các anh chị đã trở lại kênh của mình. Sau phiên giao dịch hôm nay ngày 28 tháng 4 đấy, thì là một phiên giao dịch cũng có thể nói là cũng không có gì là mới mẻ và cũng không có gì là lạ lẫm đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên thì cái phiên hôm nay thì về quan điểm cá nhân và góc độ nhìn nhận của cá nhân á, thì mình thấy nó có một số cái vấn đề cần lưu ý. Và đó là những cái nội dung về thị trường chung là có phiên tét lại với khối lượng nhỏ, thanh khoản thấp và cả cổ phiếu nó đã tạo đáy và có quá trình tét lại với khối lượng thấp. Đấy. Và nhiều nhóm ngành nó đã tạo một cái xu thế như vậy. Đấy thì liệu chúng ta có thể tham gia trở lại thị trường được chưa? Và thị trường còn rơi tiếp hay không? Và nó sẽ đi lên hay là rơi tiếp và nó tạo đáy số 2 hay không? Và trong bối cảnh thị trường chưa tạo đáy số 2 thì chúng ta có nên giải ngân hay không? Và trước cuộc họp của Fed vào đầu tháng 5 nữa thì nhìn chung thì tất cả những cái thông tin như vậy thì đó chính là những cái nội dung và mình sẽ trình bày với anh chị trong một cái video ngắn hôm nay. Tất nhiên thì những cái phân tích tổng hợp nhận định của mình đó là những quan điểm cá nhân, đó không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư và đó chỉ là những cái thông tin để anh chị tham khảo, anh chị xem thử nó có đúng và anh chị xem và anh chị kiểm nghiệm xem thử là nó có đúng hay không, đúng không ạ? Và trước tiên thì anh chị đầu tiên thì nếu như anh chị đã theo dõi kênh của mình và nếu chưa đăng ký kênh thì anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và anh chị theo dõi và nếu quá trình trình bày phân tích của mình anh chị thấy có phù hợp hay thì anh chị nhớ cho mình một nút like. Còn những cái trao đổi nhận định hay là những cái phân tích chia sẻ nào thì anh chị có thể để lại bình luận ở phía dưới anh chị nhé. Còn những cái thông tin tất cả về tham gia nhóm khách hàng hoặc là nhận tư vấn đầu tư vân vân thì anh chị liên hệ với mình thông qua số điện thoại ở trên có màn hình. Còn đầu tiên thì cũng như thường lệ thôi, chúng ta cùng tổng kết cái phiên giao dịch hôm nay một tí. Thì về cái phiên hôm nay chúng ta thấy rằng là thị trường có sự tét lại. Đấy, nhìn ở chỉ số VN đấy anh chị này, thấy là một phiên tét lại. Cái phiên tét lại này thì thứ nhất là cái biến của nó rất là hẹp, là thứ nhất. Thứ hai nữa là khối lượng giao dịch của nó rất là nhỏ. Và thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng là cái mức độ giảm điểm của nó cũng không nhiều, 0,2%. Đấy, đó là những cái nét tí này mình sẽ trình bày với yếu tố kỹ thuật. Đấy. Và nói về lượng tiền thì hôm nay chúng ta thấy rằng là nó tụt xuống rất là nhiều, 15.000 tỷ. Đấy. Và mức độ biến động chỉ số thì như lúc này yếu tố kỹ thuật chúng ta lượt qua chúng ta thấy rằng là biến của nó rất là hẹp. Tăng giảm ở đấy nó không nhiều. Đấy. Thị trường chúng nói nhưng chúng nó nói giảm điểm nhưng mức độ giảm này thế này là không đáng kể. Và trong một cái bối cảnh giảm thế này thì cái vai trò xin lỗi cái tiêu cực xuất phát có thể nói là đến từ cả cổ phiếu mà nói chúng ta nhìn thấy ở đấy là Vinhome, Vic và GAT, là ba cổ phiếu này đã giảm đi, làm giảm đi của thị trường mất là đâu đó là 3 điểm đúng không ạ? Hơn 3 điểm. À, 3 điểm tròn đấy, tâm tâm đó. Đấy, là những cái cổ phiếu như thế này. Là nó giảm điểm. Tuy nhiên thì góc độ cá nhân ở đấy, nói trong ngắn hạn thì chúng ta đánh giá rằng là con GAT, con VIX hay là con Vinhome á thì ba cổ phiếu này thì quan điểm cá nhân của mình thì về mặt yếu tố kỹ thuật và về những cái vận động của cổ phiếu trong những giai đoạn vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu này bây giờ để giảm thêm nữa là cũng khá khó anh chị. Đấy, đó là những cái yếu tố chúng ta cần lưu ý như vậy. Còn ở đấy nữa thì về mặt cái yếu tố tiền thì chúng ta nói rồi. Còn cả cái cổ phiếu trong rổ VN30 thì số lượng cổ phiếu tăng là nó cũng không đáng kể đâu, 1/3 anh chị. Và những cổ phiếu nó duy trì được sắc xanh như ở phiên sáng thì sáng phiên chiều nó cũng không duy trì được ở cái đà tích cực được như vậy. Nếu như phiên sáng một số cổ phiếu mà nó duy trì được tiền đa tích cực tăng điểm mạnh nhá, ví dụ Bảo Việt này, rồi thì ví dụ như PNG này, Masan này, MWG này, vân vân á, rồi thì Vietcombank vân vân thì rõ ràng là điểm số nó thể ok hơn. Đấy. Nhưng mà nói gì thì nói nhưng mà chúng ta thấy rằng là thị trường trong quá trình phục hồi thì nó cũng phải có quá trình test lại. Đấy, thì test lại với khối lượng nhỏ như vậy thì chúng ta khá yên tâm. Đấy. Thì đó là về yếu tố tổng kết phiên. Ngoài ra một cái lưu ý nữa ở sau quan sát của mình trong một cái giai đoạn thì chúng ta thấy rằng là những cái giai đoạn thị trường giảm nhá, anh chị nhìn ở đây khối ngoài họ mua rất nhiều. Đấy. Anh chị nhìn ở đây tất nhiên cái số lượng cổ phiếu mua bán thì chúng ta chưa bán nhiều, cái này anh chị xem thêm. Nhưng mà ở đấy nhìn về cái tổng thể ấy, thì chúng ta thấy rằng là những cái giai đoạn thị trường giảm thì họ là mua rất nhiều anh chị này. Nhưng mà những giai đoạn thị trường phục hồi thì họ lại bán, chứng tỏ rằng là khối ngoài nó cũng lượt lạt cũng rất là kinh, rất là ghê gớm chứ không phải là đơn giản đâu. Đấy, anh chị nhìn ở đây anh chị thấy. Còn từ doanh thì ở cái giai đoạn gần đây chúng ta thấy rằng là sở không không cập nhật thông tin nữa.
Rồi, tiếp đó là một số cái lưu ý mà chị cần phải phải có trong quá trình đầu tư. Rồi, đó là về tổng kết phiên chúng ta có một số ý như vậy thôi. Còn về yếu tố kỹ thuật anh chị nhá, về yếu tố kỹ thuật thì cái giai đoạn nó thanh khoản nó thấp thì cũng hiển nhiên thôi. Cho dù hôm nay thị trường có tăng hay là có giảm thì điểm số nó cũng là không lớn là một, và thứ hai nữa là gì ạ? Thanh khoản nó không lớn là cũng đúng. Bởi vì sao? Bởi vì những ai đã bán á thì người ta đã bán rồi. Là thứ nhất, thứ hai là những ai mua thì giai đoạn này chắc chắn là không phải là chắc chắn mà hầu hết anh chị, hầu hết nhà đầu tư sẽ không dám mua. Không dám mua bởi vì sao? Bởi vì là giai đoạn vừa rồi là giảm rất là ghê. Và thị trường cũng chưa có gì là chắc chắn. Đấy, và nó có giảm nữa hay không thì cũng không ai biết. Đấy. Tuy nhiên dưới góc độ cá nhân của mình á thì quan điểm của mình rằng thì đấy là những giai đoạn phục hồi và nó có quá trình tẹt lại. Đấy, và phiên hôm nay là phiên tẹt nhưng khối lượng nhỏ và biến nhỏ. Nhưng mà nó tẹt ở đấy là phiên tẹt lại, phiên phục hồi, hai phiên phục hồi này anh chị này. Còn ngoài ra nó có thể, ngoài ra nó có thể tẹt lại cái đáy này này anh chị nhé. Nó có thể tẹt lại vùng đáy này này. Đấy là một, cũng có thể tẹt lại vùng đáy này. Thứ hai nữa là nó cũng có thể tẹt lại nhá. Tẹt lại cũng thể có thể nó phục hồi đi lên luôn. Đi lên ở vùng 1.400 thôi nó mới tẹt. Đấy, tẹt về 1.350 cũng nết, cũng đó là một câu chuyện. Và nó có thể nhá. Đi lên khoảng vùng 1.450 sau đó nó tẹt lại 1.400. Đấy. Sau đó là chúng ta hiểu tẹt tức là nó kiểm tra lại nguồn cầu, nguồn cung, rồi xem thử cung cầu như thế nào, chứ không phải là đó là một kịch bản anh chị. Ngoài ra nó còn có thể tẹt với vùng đáy này anh chị này, rồi tẹt 1.300 thì vân vân. Đấy, biết đâu phiên ngày mai nó lại giảm xuống tẹt ở vùng 1.300, đúng không? Đó chúng ta không biết được và chúng ta cũng không đoán làm gì. Đấy, đấy là về yếu tố thị trường. Nhưng bởi vì là thị trường thì quan điểm của mình đã nói rồi, chỉ số VN đấy là nó gồm nhiều nhóm ngành, trong mỗi nhóm ngành nó có rất nhiều cổ phiếu, do đó là chúng ta mà nó cũng thị trường chúng thì hầu hết cả cổ phiếu giảm thì nó giảm thôi, nhưng mà khi mà thị trường biến động ít đó, thì rõ ràng là không phải cả tất cả các cổ phiếu đều giảm. Đấy, đó là yếu tố như vậy. Về thị trường anh chị lưu ý như vậy. Còn khả năng này nó có thể đi lên giống như giai đoạn này cũng có anh chị đấy. Đấy. Đấy, nó có thể là tẹt ở đấy nó phải tẹt, nhưng cũng có thể nó lên nó tẹt lại vùng này ở đây đây. Đấy. Chứ không phải là nó yêu cầu phải tẹt lại ở vùng đáy này đâu. Và nó cũng phải là tẹt lại chứ, ở vùng này, và nó đi lên nó tẹt lại ở đây. Đấy, tức là có quá trình tẹt của nó điểm thủ nó cao hơn rất nhiều. Đấy là sau quá trình phục hồi cân bằng ở đấy thì nó tẹt lại đây đó. Cũng như như giai đoạn này thì anh chị thấy rằng như giai đoạn tháng 7 này thì nhận nó tẹt sâu hơn đấy, như giai đoạn tháng 7 này nó tẹt sâu hơn đấy, do đó chúng ta ở giai đoạn này chúng ta chưa đoán được và không có cơ sở lý luận nào để tẹt ở đoạn nào, nào. Nhưng mà nhìn một số cổ phiếu nó ảnh hưởng đến rổ chỉ điểm số này á thì chúng ta có thể suy ra một cái góc nhìn ở đây anh chị này. Ở đấy mình lấy ví dụ như MWG chẳng hạn, là quan điểm của mình thì bây giờ nó đã tẹt về những vùng này này, về những vùng đỉnh này. Đấy, và hôm nay khối lượng rất nhỏ và khả năng để cổ phiếu này cân bằng để đi lên là khá cao. Đấy, đó là khá cao anh chị ạ, chứ không phải là chắc chắn được. Đấy, khá cao. Bởi vì trước có một cơ sở nào để chúng ta khẳng định rằng cổ phiếu sẽ đi lên, nhưng mà khả năng này nó tẹt về như phiên hôm qua. Đấy, là một phiên giảm. Đấy, và phiên hôm nay cũng là một phiên giảm, nhưng mà hai phiên giảm với khối lượng rất nhỏ. Rất nhỏ đấy là nhỏ hơn sao ấy. Quá trình này anh chị nhé, nếu phải so với tất cả cái cổ phiếu giá gì trên có đâu. Đấy thì đó là một cái. PNG cũng vậy. Đấy vân vân đúng không ạ? Nó tẹt lại khối lượng như hai phiên này là nhỏ. Rồi là đặc biệt là cổ phiếu ví dụ Vinhome chẳng hạn, chúng ta thấy rằng nó đã có những phiên rút chân ở đây và khả năng là những cổ phiếu này chúng ta thấy gì? Nó đã về ngay tại những vùng nền này này, về ngay tại những vùng nền này anh chị, nó tẹt lại vùng này. Đấy, và nó đã nhúng xuống những vùng nền này. Thì khả năng cửa giảm của nó, cửa giảm của những cổ phiếu này á thì quan điểm của mình thì nó giảm sâu là rất khó. Đấy, rồi là viết như vậy này. Viết như vậy chúng ta thấy đấy, nó về nhà ngay tại những cái vùng này. Về ngay tại những cái vùng này. Đấy. Thì những cửa giảm là khó. Đấy, Vinamilk cũng vậy. Vinamilk nó đạp xuống này, nó kéo lên này, rút chân kéo lên và nó cân bằng hôm nay nó biến đồ rất là hẹp, khối lượng nhỏ. Đấy. À, mình phân tích một số cổ phiếu thôi, ngoài ra một số cổ phiếu giống bánh thì chúng ta có thể là Vietcombank như vậy anh chị đấy. Đấy. Một quá trình mà nó đã cân bằng về tại những vùng nền này này, vùng nền này này thì khả năng để giảm xấu những cổ phiếu này á bây giờ rất là khó. Đấy, rồi là ví dụ Techcom nó đạp ngay khỏi vùng hỗ trợ này và nó kéo lên thì phiên phiên thứ ba vừa rồi anh chị nhá, phiên thứ ba vừa rồi đấy là một phiên có thể nói là đấy là phiên shipping, đến giai đoạn này có thể khẳng định đấy là phiên shipping. Đấy, rồi là ví dụ MBB cũng vậy. Đây nó đã tạo phiên thứ ba vừa rồi, nó đã có phiên rút chân và nó đã thủng ngay cả cái vùng hỗ trợ này thì đấy gọi là phiên này phiên shipping. Anh chị nhá, nếu nó không rơi nữa, nếu không rơi theo khỏi vùng này nữa. Đấy. Thì đó là những cái lý do và quan điểm để chúng ta đưa ra một cái góc nhìn ở đấy, thì mình quan điểm của mình thì mình quan điểm rằng là
Nếu có test nữa thì test về vùng này thôi. Rồi, 1.300 mấy đây này. Để về cái vùng này anh chị này. Thập nhật là vùng mấy đấy. 1.3940 này thôi. Đấy. Đấy anh chị ạ. Đấy còn khả năng để mà nó test xấu xuống dưới này thì quan điểm của mình đó. À, thì mình không giữ quan điểm này, mình sẽ giữ quan điểm nếu như nó test lại thì test cái vùng này thôi. Đấy, khả năng này thôi. Và một cái lưu ý nữa đó là ở cái thị trường hiện nay thì có thể nói là rất là dè dặt, nhà đầu tư rất là dè dặt. Vâng, rất là đúng thôi. Trong quá trình đầu tư mình thấy đó, những quá trình rơi đó, chúng ta thấy là thị trường phục hồi thì khi nào cho chúng tẹt hay là phục hồi thì khối lượng nhỏ là thứ nhất. Thứ hai nữa là ở những cái giai đoạn này hầu hết là dè dặt và không ai dám mua, hầu hết như vậy. Đấy là một cái yếu tố dẫn đến thanh khoản nó thấp. Thứ hai là thị trường có thể có một cái chờ đợi. Chờ đợi ở đấy thì đó là chờ đợi vào cuộc họp của Fed vào đầu tháng 5 anh chị ạ. Mình không rõ lắm là hình như đầu tháng 5 ấy, ngày 4, ngày 5, tháng 5 gì đó. Thì chắc chắn nó sẽ là một quá trình là tăng lãi suất thôi. Tăng lãi suất. Đấy. Và tăng lãi suất thì thường thì tăng lãi suất thì rõ ràng là nó sẽ không tốt cho thị trường chứng khoán. Đấy, xưa nay là vậy. Tuy nhiên thì mình vẫn giữ quan điểm rằng là thị trường sẽ tẹt lao, sẽ cân bằng, sẽ đi lên. Quan điểm của mình như vậy. Bởi vì lý do sao? Lý do lúc này mình đã phân tích. Lúc này mình đã phân tích là thứ nhất. Thứ hai là nhiều cổ phiếu nó ảnh hưởng đến điểm số thị trường. Bây giờ nó đã vào một cái đa có thể là tẹt lao đã ok. Tí nữa mình sẽ phân tích cho anh chị một số cổ phiếu. Đấy. Thứ ba nữa là cái cơ sở để chúng ta khẳng định rằng là dòng bánh hiện nay chúng ta thấy là tích lũy gần một năm. Tái tích lũy anh chị, tái tích lũy gần một năm. Là thứ nhất. Thứ hai, nhiều cổ phiếu dòng bánh đã tạo spin. Có thể là trong ngắn hạn ở đấy chúng ta có thể khẳng định rằng là nó đã tạo spin. Thứ ba nữa là lãi suất tăng lên, rõ ràng là việc làm ăn của các nhà băng nó sẽ tăng lên. Đấy là lợi nhuận nó sẽ tăng lên, do đó là tất nhiên dòng bánh nó sẽ khó mà mạnh mẽ được. Dần đến là thị trường nó sẽ có yếu tố tích cực. Đó về yếu tố góc độ cá nhân của mình đánh giá như vậy nhỉ. Không đoán, nhưng mà nói về mặt suy luận thì mình suy luận như vậy. Còn cái quan điểm để mà vượt 1.500 hay là 1.520, 30, 40 ở đấy á, thì quan điểm mình nói cái này là rất là lâu. Và trong những cái giai đoạn nó phục hồi tẹt lại, cân bằng đi lên ở đây, rồi tẹt tùng tích lũy các kiểu á, thì việc chúng ta là phải lựa chọn được cổ phiếu, đấy, lựa chọn được nhóm ngành để chúng ta tham gia kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên giai đoạn tiếp theo sẽ là một giai đoạn có thể nói là rất khó khăn để kiếm tiền. Đặc biệt là đối với những nhà đầu tư mới, những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm, đấy, thì rất là khó. Và giai đoạn vừa rồi này mà anh chị mà để mất nhiều tiền thì giai đoạn phía sau để kiếm lại vốn là rất khó. Đấy, quan điểm của mình là như vậy. Đấy, thì đó là về thị trường chung. Và về nhận định của phiên cũng như giai đoạn sắp tới thì mình có một số cái quan điểm cá nhân như vậy thôi. Còn cái nội dung thứ hai là chúng ta cũng phân tích vậy thì chúng ta có nên mua giải ngân thị trường giai đoạn này không? Về góc độ cá nhân thì theo mình thì mình vẫn giải ngân. Đấy. Những cái yêu cầu đấy là thứ nhất là chúng ta phải cho nó cổ phiếu đúng là một. Thứ hai chúng ta phải cho nó những cổ phiếu nó có biên độ hẹp với là khối lượng tẹt lại ok là hai. Thứ ba nữa là kỳ vọng của quý 2 sắp tới anh chị nhá. Quý 2 không phải quý 1 này đâu. Là phải có cái kỳ vọng ok. Đấy. Thứ ba nữa là những cái ngành nào sau quá trình tăng lãi suất thì những cái cổ phiếu nào, ngành nào nó sẽ được hưởng lợi. Không phải hưởng lợi được nhiều thì nó cũng có một cái gì kỳ vọng để nó tăng. Thì anh chị phải chọn được đúng những cái cổ phiếu như vậy thì chúng ta sẽ tham gia được. Đấy, chứ không ngại ngân đi ra tham gia ở đây. Thứ tư nữa là anh chị phải yêu cầu đấy là chúng ta những giai đoạn này chúng ta giải ngân á là không sử dụng vốn vay. Và thứ ba nữa, thứ năm, thứ sáu nữa là khi chưa có lợi nhuận là chúng ta chưa margin và chúng ta sẽ tham gia với một tỷ lệ tài khoản khoảng 20 đến 30% tài khoản. Đấy, anh chị lưu ý. Đấy, đó là một số quan điểm của mình, theo mình là như vậy. Và mình hôm nay mình vẫn giải ngân một số cổ phiếu anh chị nhá. Có hai cổ phiếu hôm nay mình cần mua. Đấy, tức là mua sáu tẹt là một và mua đáng tẹt là hai, nhưng mình mua thì mình cắn một khối lượng và biến thôi. Đấy, và mình cũng có một số cái thông tin về yếu tố cơ bản nữa thì chúng ta sẽ tham gia. Đấy, thì đó là quan điểm của mình. Rồi. Ở đấy thì một số cổ phiếu đã tạo đáy là số 2 và một số cổ phiếu tẹt lại là khá ok. Mình cũng có thể lấy ví dụ với anh chị ở đấy là một số cổ phiếu để anh chị thấy. Mình nói nhanh nó tí nữa mình lượt qua một số ngành. Ví dụ để dí cuốn chẳng hạn anh chị này. Đấy.
Cái phiên hôm nay mặc dù nó có tăng không nhiều nhưng mà hai phiên phục hồi chúng ta thấy là nó đã thương anh chị nhá. Thương thì khi cổ phiếu mới lên vùng này là mình đã nói anh chị rồi, kiểu gì nó phải test lại vùng đỉnh này. Anh chị mà theo dõi video của mình thường xuyên là anh chị thấy. Và nó test đấy, nó kéo lên ở đấy, thị trường chung xấu nó đạp xuống đấy. Và những cái phiên giảm anh chị thấy đấy, những phiên giảm với những phiên tăng so với quá trình nhá, cả quá trình cũng phải một phiên này thì khối lượng khủng nói ra rồi. Cả một quá trình chúng ta thấy rằng là những phiên tăng khối lượng nó vẫn lớn hơn so với những phiên giảm. Đấy, là thứ nhất. Thứ hai là yếu tố cơ bản anh chị phải xem thêm, mình cũng nói đây. Thứ ba là những cái giá đoạn giảm ở phía sau này là khối lượng nó giảm xuống rồi. Đấy, và biến ở đấy là khá chặt. Tất nhiên để cổ phiếu này tham gia được thì theo quan điểm mình chúng ta phải chơi thêm. Đấy, xem từ vùng 140.000 này này nó cân bằng như thế nào. Và đây là một cổ phiếu nó khá ok. Đúng không ạ? Đấy, nó test lại vùng này. Xong đấy ạ, test vùng này khá đạt, kéo lên đi thị trường chung xấu nó test về vùng này luôn, vùng nền này luôn. Đấy, và nó kéo chân lên đấy. Đúng không? Đấy là một cổ phiếu. Đấy, mặc dù là cổ phiếu này nó chưa tẹt lại anh chị nhé, anh chị chờ xem thử tẹt lại khối lượng có nhỏ hay không. Đấy thì chúng ta sẽ có một nhịp để tham gia phiên tẹt ra thì yêu cầu anh chị phải có kinh nghiệm. Đấy, và anh chị phải quan sát ở trong phiên thứ hai nửa thì giá tổ tiết thương chúng ta phải có thể rất là dễ bị rụ bỏ. Đấy, anh chị lưu ý đây là đế chứ quân. Tiếp theo là MWG anh chị ạ. Đấy, anh chị thấy chưa, cả những giai đoạn này chúng ta thấy rằng là những cái phiên này nó, những cái giai đoạn này thì nó vẫn là duy trì được cái vùng giá ở đây là ở vùng tẹt đỉnh. Đấy, và những giai đoạn cổ phiếu lên đây thì mình đã nói rồi, khi cổ phiếu mà nó vượt đỉnh thì nó thường có xu thế là 80% bây giờ nó quay lại tẹt đỉnh. Và khi nó tẹt đỉnh nó kéo lên ở đây này, đây phiên này gọi là phiên mua kéo ngược anh nhìn này, nhưng mà sau đó chúng ta gặp thị trường chung xấu nữa thì nó cũng rủ luôn, rủ về tẹt lại vùng đỉnh. Đấy, tẹt lại vùng đỉnh này, và ngoài ra thị trường chung xấu nó đạp về vùng nền này. Đấy, vùng nền này, vùng đỉnh này nữa. Và vùng đỉnh này nó kéo lên. Và hai phiên này tẹt với khối lượng nhỏ. Đấy. Thế nhưng cổ phiếu này anh chị vẫn có thể tham gia được. Đấy, nhưng mà tham gia ở đấy thì mình nói đấy là quan điểm của mình. Còn anh chị để tham gia được á, thì chúng ta phải xem thử là cái khối lượng nó xác nhận cái vùng xác nhận đi lên á, nó như thế nào. Còn mua vên tẹt ra thì anh chị phải có kinh nghiệm anh chị nhá. Đấy, nếu không thì anh chị phải có một người hướng dẫn á, thì anh chị phải có một người hướng dẫn, nó phải tương đối có kinh nghiệm. Đấy, nếu không thì chúng ta rất dễ thua lỗ. Đấy. Còn khả năng là cổ phiếu này có thể về vùng 140.000 vẫn có sẽ thể xảy ra. Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta giải ngân với một tỷ lệ nhỏ và với tiền mặt á, thì chúng ta vẫn ok được. Đúng không ạ? Đấy. Và những cổ phiếu này thì nó đã chưa lên. Đấy. Đó là những cổ phiếu này theo quan điểm mình nó sẽ lên. Còn vấn đề là lúc nào. Đấy. Còn rủ thế mà thì có khoảng là về 140.000 thôi. Đấy. Khả năng đó là thôi, chứ còn rủ xấu nữa thì nó đang phải cắt thôi. Đấy. Đó là MWG. Cổ phiếu tiếp theo này là FPT anh chị ạ. Đấy. Chắc chắn là những nhà mua đấy thì đang đến đấy họ không bán. Đấy. Và đến đấy thì bây giờ lỗ quá Huê Vũ Nhân Hàn họ không bán ra. Đấy, đúng chưa? Và chính vì vậy mà giai đoạn này giảm ở đấy thì khối lượng nó lớn tăng lên. Nhưng chúng ta thấy rằng là cổ phiếu đã đi lên, nó có quá trình tẹt lại đỉnh đấy. Tẹt lại đỉnh nhưng có vấn đề gì đâu. Và hai phiên này, phiên hôm qua tẹt lại, phiên hôm nay có sự sáng đại nhân phục hồi. Đấy. Và khả năng này cổ phiếu này nó sẽ tẹt lại ở vùng 100 cũng có thể xảy ra. Đấy. Và khi nó cân bằng được biến độ chặt, khối lượng nhỏ xuống. Và cái biến đồ nó chặt, và thứ hai là cái vùng giá nó phải chặt chẽ hơn đó, thì chúng ta có thể tham gia được. Đúng không? Đó là đối với FPT. Đấy. Rồi là cổ phiếu tiếp theo là gì ạ? PNG anh chị. Đấy, PNG này. Đây nó vượt đỉnh này, test line này. Test line nó là xác định phiên này anh chị, là phiên mua kéo ngược được này. Nhưng mà khi gặp thị trường chung xấu nó cùng với FPT, MWG vân vân thì nó rủ xuống đây. Và nó test line cũng nên thôi, test line cũng nên. Và phiên hôm qua là biến hơi lỏng, khối lượng nhỏ, và phiên hôm nay nó đóng cửa thấp nhất phiên, giảm 0,7%, nhưng mà vốn rất nhỏ anh chị nhá. Đấy, đó là những cổ phiếu này anh chị phải chơi, anh chị phải chơi, anh chị sẽ theo dõi để tham gia được. Còn chết những cổ phiếu này bây giờ khó chết lắm. Vì sao? Bởi vì kỳ vọng của quý 2 nó rất lâu, ok chắc chắn như vậy. Thứ ba là nhá, cái quá trình tích lũy của nó đấy nhá, nó khá là lâu, tái tích lũy đấy rất lâu. Đấy, do đó chúng ta, và thứ tư nữa chúng ta thấy những cái giai đoạn tăng ở đấy là nó đang xác định những dòng tiền lớn vào thôi, đúng không ạ? Anh chị nhìn khối lượng ở đấy là anh chị thấy. Đấy thì đó là những cái cổ phiếu lưu. Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu ngành dệt máy, thì con TCM là mình đánh giá ok. Đấy. Con này thì về yếu tố cơ bản anh chị xem thêm, mình không trình bày ở đây. Nhưng mà nó vẫn duy trì cái vùng này anh chị này. Đấy, phiên hôm thứ ba là nó đạp xuống kéo lên này. Đấy, và phía hai phiên này là test line này. Và khối lượng ở đấy chúng ta thấy nhỏ dần này. Đấy, cổ phiếu này anh chị lưu ý cho mình, chúng ta có thể tham gia được. Tất nhiên những cổ phiếu như thế này thì tham gia tỷ lệ nhỏ, bởi vì sao? Bởi vì nó đã gặp cái vùng kháng cự, đấy là 1, vùng này là 2, vùng này là 3, rất là nhiều vùng kháng cự. Đấy. Tuy nhiên nhá, kháng cự chứ để tìm kiếm lợi nhuận những cổ phiếu để mà có một cái lợi nhuận sau quý 2 sắp tới đấy thì nó rất là khó. Và do đó những cổ phiếu như thế này anh chị phải hết sức lưu ý.
Và đặc biệt là những cổ phiếu này nó có tính điên rất là ghê anh chị nhá, tính điên rất là ghê đây. Đấy. Anh chị, yếu tố cơ bản nó có này khá tốt, anh chị xem thêm để mình không trình bày đây, anh chị lưu ý. Rồi. Rồi là các cổ phiếu khác ví như VP Bank. Đấy. Ví vậy anh chị thấy chưa, những cái giá đoạn mình nói những cái giá lỏng lẻo thế này nó chưa lên. Và khối lượng của hai phiên đấy chúng ta thấy là giảm rồi. Phiên thứ ba là đạp xuống ở vùng này và kéo lên nhá. Rất ok, thì phiên hôm qua nó phiên tẹt lại và phiên hôm nay là gì ạ? Phiên có tăng điểm nó không nhiều, nhưng mà khối lượng nó không lại, nhưng mà nó vẫn là nó vùng nền này. Và vùng nền này nó với biến đồ đóng cửa chúng ta thấy rằng nó khá ok chị, khá ok. Đấy, chị thấy chưa? Đấy, và khối lượng nhỏ xuống. Thì đấy cũng là một trong những cổ phiếu cần lưu ý. Đúng không ạ? Cần lưu ý. Đối với dòng bánh thì mình lưu ý anh chị là những cổ phiếu như thế này thôi. Ví dụ MB các kiểu. MB cũng vậy, MB hôm nay tẹt lại khối lượng nhỏ này, phiên thứ ba nó đạt xuống kéo lên này. Phiên hôm nay tẹt lại khối lượng rất nhỏ này, thấy chưa? Đấy MB này. Rồi cổ phiếu ví dụ như VIB cũng vậy này. Đấy VIB khá này, chưa? Đấy, tẹt lại khối lượng rất nhỏ này. Thì dòng ngân hàng thì mình đối về quan điểm của mình hiện tại thì mình thấy những cổ phiếu như vậy cho nó khá ok, anh chị xem thử là có thể tham gia được không đó. Đấy, còn tham gia được thì bây giờ nói chúng trên cộng đồng thế này thì nó khá khó, bởi vì là có tính chung chung nó khá khó cho anh chị, bởi vì mua được nhiều lúc là vì con này nó thoát 142.000 nó vượt đến đây thì có thể mua được, nhưng mà phiên ngày mai lở mà nó không giải ra tình huống này thì nó giảm xuống với 40 là nó rất là khó anh chị, anh chị rất là lùng tùng. Đấy, thậm chí có thể với 38 sáu giai đoạn sắp tới chưa biết được, do đó là bây giờ nói chung chung nó khó, nhưng mình nhớ đấy là mình nói để những cổ phiếu mà chị có thể tham gia được, có thể theo dõi anh chị nhá. Đấy, đó về một số cổ phiếu chúng ta cần phải lưu ý trong giai đoạn sắp tới. Còn cả cổ phiếu ví dụ CTR vân vân á, thì những cái giai đoạn giảm với mở gạp thế này và phục hồi với khối lượng nhỏ thế này anh chị, và giảm khối lượng rất lớn thế này thì anh chị theo dõi thôi. Đấy, theo dõi thôi. Còn để tham gia thì quan điểm của mình thì những cổ phiếu này chúng ta cần phải không nên ưu tiên, không nên ưu tiên. Khi nào nó ok hơn thì chúng ta sẽ xét sau. Còn ok hơn thì chúng ta cần phải chờ đợi xem thế như thế nào. Còn hiện tại những cổ phiếu này thì chưa vội theo dõi. Rồi về Phú Tài với anh chị thì mình ăn một khúc anh chị biết này. Đấy, nhưng mà những cổ phiếu giảm thế này, giảm biến lớn thế này này, khối lượng lớn thế này á, thì bây giờ nó mà lên được thì nó mất rất là nhiều thời gian và nó sẽ trở nên yếu hơn. Đấy, do đó là chúng ta cần phải có một chiến lược. Còn những cổ phiếu này bây giờ chúng ta theo dõi thôi, còn để mà lưu ý mạnh mẽ vào những cổ phiếu như thế này thì không nên anh chị nhá. Đấy, thì đó là một số cổ phiếu mình lưu ý anh chị như vậy. Ngoài ra có một số cổ phiếu thuộc dòng dòng bảo hiểm anh chị, dòng bảo hiểm BVH trong vậy này. Đấy nó khá lỏng lẻo và khối lượng ở đấy rất là lớn. Do đó những cổ phiếu này anh chị theo dõi thêm thôi. Nó để mua được từ đấy giai đoạn này rất lỏng thế này thì dao động thế này với lại biến ở đấy rất lớn thế này thì nhiều anh chị có hỏi, do đó mình phân tích thôi, nhưng mà thực tế những cổ phiếu này anh chị chưa cần quan tâm. Rồi BMI với anh chị này. Đấy, BMI thì nó khá chặt hơn thôi. Còn để mà lên được thì chúng ta cần phải chờ đợi xem thử vùng giá 40 như thế nào thôi. Còn nếu như ở đấy thì chúng ta chưa vội. MIG có nhiều nhà đầu tư mua đấy khoe để đấy cắt đổ chạy hết đúng không ạ? Chạy hết nó lỏng thế này là những cổ phiếu này bây giờ khối lượng lớn thế này rõ ràng là phải chờ rất là lâu. Đấy, đó là nhanh dệt máy. Xin lỗi, bảo hiểm. Còn dệt máy thì lúc này mình còn nói một cổ phiếu rồi, nhưng bây giờ mình nói thêm một tí nữa. DCM lúc này mình nói rồi. VGT thì bây giờ vùng này nó khá giảm rất là mạnh, khối lượng lớn thế này thì chúng ta chờ đợi thôi. TNG cũng vậy, TNG thì nó đợi giảm hơn. Đấy, phục hồi khối lượng thế này và tẹt lại, hôm nay tẹt lại khối lượng nhỏ. Đấy. Nhưng mà những cổ phiếu này bây giờ là nó khá dao động, anh chị sẽ lưu ý thêm nhá. Máy song hông thì nó ok hơn, máy song hông nó ok hơn anh chị ạ. Hai phiên phục hồi rất ok này, phiên hôm nay tẹt lại khối lượng nhỏ này. Đấy, và nó gần đỉnh hơn thì những cổ phiếu này anh chị sẽ ưu tiên hơn. Tuy nhiên những cổ phiếu như thế này thì thanh khoản nó nhỏ. Là số lượng cổ phiếu nó nhỏ, do đó chúng ta muốn tham gia thì với một tỷ lệ nhỏ thôi. Đấy. Còn dòng chứng khoán thì mình nói quá, ví dụ VND chẳng hạn, thì những giai đoạn gần đấy chúng ta thấy rằng là khối lượng ở đấy nó rất còn lớn. Đấy, và biến ở đấy còn rất là lớn. Đấy, do đó những cổ phiếu này nó chưa lên được. Đấy, là thứ nhất. Thứ hai là cả cái dòng của nó bây giờ là gì? Nó còn cắm đâu đi xuống và nó mới cân bằng, có thể tạo đáy được thôi. Có thể. Đấy, mình đang nói có thể thôi anh chị ạ. Còn nó rơi tiếp hay không chưa biết đâu. Đấy nhá, do đó chúng ta không nên vội để mắt vào dòng chứng khoán. Mặc dù là bên mình có nhiều ngay nhà đầu tư cũng có hỏi là VND tham gia được chưa. Rồi, còn cả cổ phiếu khác như dòng thủy sản ví dụ Bình Hoan thì ở đấy thì muốn tham gia được thì nó phải quay lại tẹt lại vùng 90 này anh chị này. Đấy, quay lại vùng tẹt 90 này.
sau đó kéo lên vùng 95-100 như đó nó cân bằng này. Tức là bọn này muốn tham gia được là phải mất rất nhiều thời gian nữa. Đấy, còn đủ vào những giai đoạn này rất khó. Và đặc biệt là cái lợi nhuận của bọn này sau quý 2 thế này thì thế nào mình bản thân mình hiện tại mình chưa đánh giá được. Do đó mình không dám hô hào ở đây và phân tích ở đây, mình chỉ nói về yếu tố kỹ thuật thôi. Còn cả cổ phiếu ngành xây dựng thì cũng có nhiều nhà đầu tư có hỏi, nhưng mà theo quan điểm của mình thì ở đấy thì nó có mẫu hình vái đâu vái đấy, nó rõ ràng rồi. Đấy, giai đoạn này thì chúng ta mới biết đúng không ạ? Và những giai đoạn giảm với khối lượng lớn thế này, bây giờ nó có lên được thì lên vùng này này nó phải cân bằng mất rất nhiều thời gian, và thậm chí nó có thể quay lại tẹt nữa, lấp gạp ở đấy tẹt nữa. Do đó là những cổ phiếu này anh chị nếu kẹt hàng đấy thì thương họ để thoát hàng thôi. Còn để tham gia được thì những cổ phiếu này thì muốn ok được thì theo quan điểm của mình phải mất rất là nhiều thời gian, mất rất nhiều thời gian anh chị. Đấy, do đó chúng ta chưa vội tham gia, chưa vội để ý được những cổ phiếu này. Đấy, C4G vậy này, Đạt Phương này. Đấy, bọn này là bây giờ kênh rất là dưới, nguồn cúng rất là lớn anh chị, nguồn cúng rất lớn, do đó là rất khó để tìm kiếm lợi nhuận với những bọn này, anh chị lưu ý nhá. Rồi thì trên đây là một số cái phân tích nhận định của mình về thị trường chung, về cái một số tư duy giao dịch, cũng như là phân tích một số cổ phiếu anh chị có thể để ý được. Đấy, thì đó là những quan điểm cá nhân của mình. Hy vọng rằng những cái phân tích chia sẻ của mình thì nó sẽ góp ích, góp một phần hữu ích nào đó giúp anh chị trong quá trình đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mới. Xin chào anh chị và hẹn anh chị trong những video lần sau.